Xin chào các anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về giá bán chiếc xe Toyota Veloz Cross với thời điểm là tháng 3 năm 2023 này. Thì đặc biệt là thời điểm này giá bán của chiếc xe nó chỉ còn nhỉnh 600 thôi. Và đối với giá của phiên bản tiêu chuẩn, trước mắt chúng tôi đây là phiên bản tiêu chuẩn màu trắng ngọc trai, thì giá niêm yết là 658 triệu vào thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì em đang giảm cho anh chị là 32 triệu tiền mặt, tặng thêm gói phụ kiện trị giá 15 triệu cộng với tặng bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Thì với giá với ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em khoảng 697 triệu để lăn bánh chiếc xe này. Trả góp thì chuẩn bị giúp em khoảng tầm 200. Giá đấy thì đã bao gồm một gói phụ kiện 15 triệu và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Phiên bản thứ hai là phiên bản cao cấp thì sẽ có giá niêm yết là 698 triệu. Và cái ưu đãi hiện tại là 36 triệu tiền mặt, tặng thêm gói phụ kiện trị giá 15 triệu nữa. Và cái ưu đãi cho phiên bản cao cấp bên trên thì lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 936 triệu. Còn trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 200, 216 triệu. Tính tổng chi phí sau khi ra biển của hai chiếc xe này nó sẽ là cụ thể như sau. Đối với phiên bản cao cấp và phiên bản tiêu chuẩn, nó sẽ chênh nhau sau khi lăn bánh là 40 triệu. Tuy nhiên là phiên bản tiêu chuẩn còn được tặng thêm là 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa, nó sẽ tương đương với 8 triệu của cái bảo hiểm. Thì hai phiên bản đang chênh nhau khoảng 48 triệu cả tiền mặt và bảo hiểm. Thì 48 triệu đấy, anh chị sẽ có được gì, có gì và mất gì sau khi đầu tư cái phiên bản cao cấp cũng như tiêu chuẩn. Thì đầu tiên ở phần đầu xe thì phiên bản cao cấp sẽ được trang bị là cái camera 60. Trong cái cam mặt trước này sẽ có cái cam trước trong camera 60. Còn tuy nhiên là về đèn, về thiết kế, về động cơ, khung gầm sẽ như nhau. Còn ở phần thân xe thì với phiên bản cao cấp sẽ được trang bị la răng lớn hơn 1 inch. Rồi và một cái đặc biệt nữa là đối với cái phiên bản cao cấp thì anh chị sẽ được trang bị là cái gói an toàn Toyota Safety Sense. Còn ở phiên bản này sẽ không có cái tính năng đó. Còn ở phía trong nội thất thì đều được trang bị là cục mở gương tự động, rồi cái đèn tự động cũng như là điều hòa tự động, đèn nổ thông minh, phanh tay điện tử, auto hold và sạc không dây. Với cái giá hiện tại của Toyota Veloz nó rất là tốt so với cái phiên bản ngày xưa, và đặc biệt bây giờ xe đã được lắp ráp tại Việt Nam nên cái nguồn cung rất là sẵn sàng. Nên anh chị cần em cung cấp về phiên bản xe nào, phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản cao cấp và bất kỳ màu gì. Và với dòng xe Veloz cả phiên bản thì sẽ có các tùy chọn về màu sắc như sau: màu trắng ngọc trai, màu đen, màu đỏ, màu bạc, phòng bạc anh tím, tổng là có 5 màu. Và ngoài ra thì đây anh chị sẽ thấy tổng quát được cái nội thất của xe. Còn ngoại thất, còn cái hàng ghế thứ hai, đây là hàng ghế thứ hai, và dòng xe này sẽ được có một chế độ là ghế sofa. Như hiện tại anh chị thấy là cái xe này đang được hạ cái hàng ghế thứ ba xuống để thành một cái cốp rất là rộng. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Veloz và cái giá bán thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Và cụ thể đây là nội ngoại thất chiếc xe phiên bản tiêu chuẩn, giá niêm yết là 658 triệu. Anh chị nào còn em tư vấn thêm về các vấn đề như là màu sắc, phiên bản, trả góp thì liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Sẽ hẹn lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.